Huyện ủy Cờ Đỏ đã vừa tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị số 06 ngày 22 tháng 1 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 9 về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Sau 20 năm triển khai thực hiện chỉ thị, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu cấp huyện và cấp xã được thành lập, từng bước đổi mới phương hướng hoạt động như tăng cường phối hợp liên ngành, lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, xã hội hóa công tác y tế, huy động toàn dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh, phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thân thể. Đến nay toàn huyện đã có 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và một phòng y tế cơ sở trực thuộc trung tâm y tế huyện. 100% ấp trên địa bàn huyện đều có tổ y tế có chuyên môn và đội ngũ tình nguyện viên sức khỏe cộng đồng. Trung tâm y tế huyện được trang bị nhiều thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân, đồng thời hạn chế tình trạng chuyển tuyến. 100% các trạm y tế có đủ dụng cụ thông minh phù hợp với trình độ chuyên môn và theo phân tuyến kỹ thuật để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.